Rồi, xin chào tất cả các cô dì chú bác anh chị em gần xa ha. Đó. Em Đức Tiến này ha. Đó, hôm nay thì có về được một số cái đồ nghề đây ha. Đó, dao này, búa rìu các kiểu này, đó, đồ nghề đồng hồ này các bác. Hôm nay thì có mấy cái bật lửa nữa. Ủa, bật lửa chưa ghi giá luôn hả trời. Rồi, thì trước tiên video này thì cũng mong các bác thông cảm cho dịch giá ha. Đó, thì dịch giá là bây giờ có những cái đơn hàng mà gửi đi hoặc là ở bên giao hàng người ta không có nhận ha các bác. Đó. Hoặc là các bác chờ thấy đơn hàng của mình sao đến lâu thế cũng một phần là do dịch hết nha các bác. Đó, rồi các bác cố gắng thông cảm giúp em ha. Đó, tình hình chung mà. Rồi. Video đầu tiên thì vẫn cứ nói qua cái này ha. Đó, phích cắm và ổ điện ha. Đó, phích này thì 25 ngàn một cái ha các bác. 20.000 cái. 20.000 một cái ha. Đó. Thì cái này nó cắm vào nó sẽ sáng ha, nó sẽ sáng. Đây ha, nó sẽ sáng như này ha các bác. Đó. Em đang xài luôn ha. Đó. Rồi, đây là ổ điện nha các bác. Đó. Ổ điện mà ổ điện chống va đập nha các bác. Đó. Thì nó các bác đập nó sẽ không bị bể, không bị gì hết ha. Cái này rất tiện lợi cho bác nằm làm công trình ha. Đó. Các bác về các bác cứ đập thoải mái cho em ha. Rồi ổ này 60k rồi vào mã nha các bác. Đây, vào mã ha. Đó, này là B1. Này lên mã B nha các bác. Mã B nha. B1 cái này là hàng của Power này. Này là một bộ vít sửa đồng hồ hay điện thoại gì đó các bác. Mở ra. Ê, nó cứng vậy. À, đây rồi, đó. Một bộ vít để sửa đồng hồ hay là sửa điện thoại gì đó ha. Đó, nó sẽ có những cái đây nó rất là nhiều đó, nó đi nhiều đầu nhỏ xíu xíu này quá. Đây nó có đúng là cái này chắc là sửa đồng hồ hay là sửa điện thoại gì rồi ha. Hôm nay xem sẽ ghi giá luôn nha các bác. Rồi B1 100k ha. Vít 100k. Rồi B2 này. B2 nó là một bộ dao ha, một bộ đủ các kiểu đó ha. Vừa dao vừa kéo vừa đồ gì đấy ha. Hàng này là hàng 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 Trung Quốc mà xuất Nhật nha các bác. Đây một bộ dao này là cái nạo vỏ mướp ha, vỏ bầu vỏ bí đấy này ha. Đó. Nạo vỏ củ quả. Rồi một cái kéo bếp cứ ngắt này, cái liếc dao này, một cái dao bếp này, dao mới thì thôi khỏi nói rồi, rất là bén ha. Cái này là cây dao trái cây ha, dao mới hàng mới nó bén lắm nha các bác. Kéo rồi 150k ha. Hàng này là hàng hàng Trung xuất Nhật các bác nè, Made in China nhưng mà nó xuất qua Nhật. Đây là cái mã vạch của nó là 49 nè, 496, mã vạch của Nhật là 49 mấy đó ha, 496 495 đó. Mình có 150.000 mua xài tới lúc nó cùn thì có thể bỏ đi ha các bác đó. Đỡ mua và mấy cái đồ đắt tiền thì nó xài thì mình sẽ sót hơn ha,
mua cái này cồn bỏ đi. Rồi sao cái chân này nó cứ muốn ngả về trước này. Rồi đồng hồ này. Đó. Con này sao mà nó pin nó lâu ha các bác. Giờ này nó vẫn còn chạy nè. Chỗ nó ráp gì ra ha. Điện này. Dây này dây dù ha. 170k. Kiếm cái thước mà đo. Rồi mặt 42 nha các bác. Rồi cái này 150. Polio gì đấy ha. Đó. Ba cái kim này nó không chạy đâu nha các bác, nó làm màu cho đẹp vậy thôi. Đó. Japan mode Bentley gì đấy ha. Japan mode tức là máy thì của Nhật ha các bác. Đó. Hàng này thì em không bao gì đâu ha các bác. Đó. Các bác cảm thấy ok thì ủng hộ em ha. 42 luôn ha. Đó. Này thì nó mất cái dây ở dưới rồi. À, mã B4 ha. B5 là cái mặt này 90k. Đồng hồ này nhỏ ha, này chắc dành cho phụ nữ ha các bác. Đó. Tommy. Tommy chắc của Mỹ ha. Ờ, made in USA nè các bác. Sẽ có nhiều con nó chạy và nhiều con nó không chạy nhé. Chạy thì chắc là hết pin đấy. Rồi xe 30. Đó. 30 này, kim nó vẫn còn chạy nè. Kim nó xoay vẫn còn chạy nha. Rồi có 90.000 này. B5 90k. Rồi B6. Rồi, một con đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó. Paris. Này là lên tay phụ nữ này. Quá đẹp luôn hả các bác. Lít rồi. Elike này ha. Số series luôn nè. Rồi kim vẫn quay nè các bác. Đó, chốt kim vẫn quay bình thường. Này chắc là hết pin thôi. Đó, cái con này thì nó mất cái khóa ở đây rồi. Mất cái khóa ở đây rồi. Đó. Khóa ở đây thì mình kiếm rất là dễ ha. Đó. Dây của nó trên này. Gài lỗ giống như thắt lưng vậy thôi. Rồi mặt cả núm là 20 nha. Cả núm là 20. Đó, 170k. Rồi B7. Đó, Polo Club. Rồi cái này là mặt đá sapphire nha. Tuy nhiên thì nó mất cái chốt này. À, không biết sao nó mất. Cái này chắc là cái xác. Rồi 100.000. Đó. Dây chứ còn ok này. Mặt đá sapphire nha. Lịch thứ lịch tuần luôn này. Đó. Mà mất cái chốt này. Nói chung là em không rành về đồng hồ cho nên không có đồ tháo ra kiểm tra hay là pin thay thế đâu các bác. Đó. Rất thời gian rất là bận. Sửa được một vài con đồng hồ thì rất là tốn thời gian ha. Rồi 32. Đó. 100k. Rồi. B8 đó. Một em đồng hồ gì đây. Họ chịu. Các bác quen thì ưng con nào thì ủng hộ em ha. Đây. Chắc là hết pin thôi. Dây nó gần như là dây mạ vàng ha các bác. Chắc này mạ vàng quá ha. Giờ vàng đắt cạo cạo này ra bán cũng đủ tiền mua được cái đồng hồ rồi ha các bác. 170.000. Này size nó bằng mặt là size đồng hồ điện tử ha các bác. 36 ha. Rồi B9 200k. Đó, skid. Nó vẫn còn chạy nha các bác. Đó, kim cọc đều bọc mạ vàng hay là bọc vàng ấy. Nhìn nó y chang vàng hay các bác. Chắc là bọc vàng quá hả.
Không, chắc là mạ vàng thôi, mạ vàng thôi. Mà có vàng mạ là ngon rồi các bác đó. Này dây gợ còn nguyên zin của nó ha. Dây. Này dành cho mấy bác nữ ha các bác. Họ mua về tặng người yêu hay mua về tặng vợ cái. Rồi size 30 ha. 30 cả núm ạ. Rồi B10 170k. Đó. Này gì đây? Cater hả các bác? À. Cater luôn ha. Kim vẫn quay này. Rồi. Dây để mi siêu đẹp luôn ha các bác. Đó. Dành cho mấy các bác gái phụ nữ thôi. Rồi size của nó là 23. Rồi. Em này B11 170k. Dây này rất là đẹp này. Mỗi cái hơi bẩn. Rồi. Em này thì máy máy Nhật ha. Máy thì máy Nhật nhưng mà lắp ráp ở Trung Quốc. Rồi 170k ha. Con này size 40 này. Con niềng nó xoay không? Rồi, giả xoay. Rồi, B12. Đó là màu em Mitutuyo. Mà em thước kẹp Mitutuyo đó, nó còn như mới luôn nha bác. Đó, bay mỗi chỗ này thôi. Quá đẹp luôn. Cọc số cọc xiếc nó còn nguyên cả nước sơn ha các bác. Đây. Đẹp một cách dã man luôn. Nó giống như gần như mới luôn ha. Đó, 350. Này mua mới chắc là 700-800 ạ. Ha. Hana gì nè. Ra vào ok ha. Đó. Đầy đủ phụ kiện. Rồi. Con này 370 ha, nó mắc là mắc ở chỗ nào các bác? Mắc là tại vì size nó dài hơn. Size của nó tới size nó size 20 ha. Còn con kia size có 15 thôi. Xấu xấu 350k luôn. Mitutuyo luôn hả? Đó, cái này size 20 hả bác? 20. Điện hơi chói ha. Này, có số seri luôn ha. Rồi 350. Đây là combo hai cây này. Đó, cây đề ba nhỏ. Và một cây sashimi ha. Rồi cái đề ba là 12 sen này. Sashimi mất cán này. Là 22. Wow, dài dữ ha. Đó, cái lưỡi của nó nha. Em có để nguyên vậy em chưa có dọn chiếc đâu ha. Đó. Đây này hai lớp thép này, chữ một dàng luôn ha. 220k. Rồi. Đây là combo combo dao Đức ha các bác. Đó. Combo hai con dao Đức ha. Một con trái cây, một con trái cây, một con dao bếp ha. Đó. Đức nha các bác. Nói về thép thì thằng Đức với thằng Nhật thì không thua kém nhau đâu ha các bác. 22 12 năm.
12 năm trái cây 12 năm. Bản 2 2/7. Con này 17 năm này. Bản 4/3. Dài 2 ly nha các bác. Còn rất là đẹp luôn. Rồi 280k. Rồi. Đây cũng là một em sashimi. Chữ đây ha. Cũng chưa làm gì kỹ đâu, chỉ dọn sơ sơ thôi. Rồi con này 300k nha các bác. Rồi lưỡi 23 luôn. Bản 3 phân. Dài 3 ly rưỡi nha các bác. Dài 3 ly rưỡi. Cây này cái cán nó thì nó hơi bị cong cong này. Cán nó hơi bị cong cong. Bác nhìn tổng thể. Đó. Những con dao thép thủ công này bây giờ người ta bán giá cao lắm nha. Giá cao, nhập vô giá rất là cao. Đó, con này 350 ha. Siêu dao nha các bác. Đó, siêu dao này này, cái chỗ này để mình luồn cái tay vô đây nè. Đó. Các cái này mà làm mồi thái đồ thì thôi. Thái rau thái cỏ thì phải đúng bài nha các bác. Đó. Thép thủ công. Đó. Cái mũi nó chắc là bên Nhật người ta cắt đi ha các bác. Bên Nhật người ta cắt đi. Nhưng không nó sẽ nhọn nhọn ra nữa, nhọn ra thì nguy hiểm lắm các bác. Nói chung là mình xài dao như thế này thôi. Rồi 23 năm. Bản 7 luôn, giữ ương các bác. Bản 7 luôn này. Đó. Này về thì các bác nó mẻ mẻ con tí đấy thôi. Đó. Về các bác chịu khó làm lại ha. Đấy, chữ đây. Con này hàng siêu hiếm đấy các bác ơi. Hiếm lắm mới có đó. 350k. Rồi B18. Đó là một em Santoku ha. Rồi lưỡi 16 năm. Bản 4/8 ha. Con này dày 3 ly quá ha, 2 ly. Rồi, con này dày 2 ly rưỡi nha các bác. Khâu giả sừng. Không biết sừng thật hay là giả sừng. Đẹp lắm các bác. 200k ha. Rồi B19 190k. Em này cũng Santoku. Chữ đây. Con này còn zin này. Còn zin này. Chữ cả trên cán còn tem mát. Zin rin rị. Rồi lưỡi 17 năm. Bản 4/5 ha. Dài 2 ly nữa nha các bác. Tổng thể con dao còn rất là đẹp luôn. 190k. Nhìn nó vậy thôi chứ về các bác mài sơ đi qua cái là nó hết à. Đó. Đó. Nó không bị rỗ đâu. Tại vì em lười vệ sinh quá, làm sơ sơ đi. Về đằng nào các bác cũng phải mài lại, mài cho nó hết mấy cái đen đen này nè. Thì mình làm nó mới đảm bảo này các bác. Thì bác để đen đen này làm thì nó không ấy đâu, nó không được đảm bảo vệ sinh nhiều lắm đâu. Đây Usuba này các bác. Đó, Usuba này. Chữ khá là mờ ha. Làm vệ sinh nó chưa tới nơi thì trốn như này. Lưỡi 17 ha các bác. Lưỡi 17. Bản 3/7 ha. Đó. Usuba. Rồi dài ngay tại sóng dao là 4 phân. 4 ly. Dài ngay tại sóng dao là 4 ly này. Ngoài đây 2 ly rưỡi này. Đó. 250k.
Con này thì cán nó hơi lỏng lẻo ha. Về các bác có thể chêm lại ha, còn cán khâu kia nó rất là ok, nó chỉ hơi lỏng đi chỗ này thôi. Rồi B21 D3 này thép trắng là các bác, nó không có chữ nghĩa gì luôn này ha. Này em mới có mài sơ sơ thôi, lưỡi nó bị ga một tí. Đó. Về các bác cố gắng mài cho nó thép trắng các bác, sạch sẽ nhìn. Rồi 350k nha các bác. D3 lưỡi 16-5 bản 5 phân, dày tại gần sống là 7 ly, dã man thiệt. Ngoài đuôi nó cũng là 4 ly luôn các bác. Con này có thể là chặt được cả gà luôn thầy. Ồ, khá là to, 350k. Rồi B22 140k ha. Đó, titan, dao titan nha các bác. Nếu mà còn nguyên vẹn thì con này sẽ nó có giá là 250 đến 300, còn ở siêu thị Việt Nam thì nó tới 1,5 triệu một con ha các bác. Đây các bác phải lưu ý giúp em ha, cái chỗ này nó bị nè, nó bị nứt nè. Đó, nứt một chút xíu ở đây ha. Đó, cho nên là bác nào muốn sưu tầm hay là có thể bỏ qua được cái vết nứt này thì đó, giá của nó là 140k ha, thì các bác ủng hộ em ha. Chuyện mua về mà các bác kêu là thấy vết nứt này mà các bác chửi em là không được đâu ha. Đó, em nó nói rõ trên video rồi đó. Titan siêu nhẹ ha bác. Vật liệu làm máy bay đó, đó làm tàu tên lửa ấy, trong không gian vũ trụ người ta xài titan không các bác. Rồi 15 phân 7 bản 4, dày 1,5 ly ha, 140k. B23 170k thép kẹp. Mười sáu bản 4,5 ha, 1,5 ly, giờ 1,5 ly. Những con thép kẹp này xài rất là sướng nha các bác. Các bác xài mà nó cùn cùn á, các bác mang ra, các bác cắt rau củ quả đó, xong rồi nó lại bén lại nha. Xài ngộ ấy, nhà em xài cũng mấy cây thì xài nó độ bén của nó rất là ngọt mà được rất là lâu ha. Còn em đây là em Gyuto thì lưỡi nó sẽ dài hơn thằng Santoku này một tí và nó sẽ bo gọn hơn ha. Đó. Lưỡi 18 bản 4,3, dày 2 ly nha các bác. Cái con này á, thì nó tại sao mà giá nó cao hơn con này là tại vì nó là lõi thép ở trong đó, nó là bọc bằng carbon ha, carbon không rỉ. Lõi kẹp bên trong là carbon không rỉ. Còn cái này là VG2 sao đó, ở trong nó là thép VG2 là VG mắc gì đó ha. Còn cái thằng này thì nó là carbon không rỉ. Bác nhìn bình thường, nhìn phải nhìn ở ngoài thì mới thấy được ha. Chứ còn nhìn ở ngoài thấy rõ, còn trong điện thoại thì có khả năng là sẽ nó sẽ hơi mờ. Khá, rất là đẹp ha. Rồi B25 190k cũng là thép kẹp ha các bác. Đó, mà có chữ này. Mười sáu năm bản 4,4, 190k ha, dày 1,5 ly, cán nhựa nha. Rồi em này cũng ghi ô tô, em này 210k, có chữ luôn nè.
Ôi, lưỡi là 19 năm rồi. Ôi, dài dữ rồi. Đó, thép kẹp luôn nha các bác. Chứ hai mặt luôn chứ. Đó, đủ. Can gỗ, đó, hơi xấu chỗ này. Đó. Rồi, 210k. Rồi, B27, 220k ha. Đó. Dao của Kai này, Seki Maguro gì đó ha. Đó. Kai. Kai này. Cái dao của Kai thì xài thì, nhưng mà quan trọng các bác xài các bác phải biết mài nữa kìa, chứ các bác mà không biết mài dao mà xài thì cũng dao Nhật thì cũng giống giống dao ta thôi các bác, kể cả dao ta cũng vậy, nhưng mà các bác mài mài biết mài, với lại mài vào cái đá em sắp sửa giới thiệu đó, cái đá Kodo mà em vẫn bán rồi đó, dao ta các bác xài mà mài bằng cái đá đó nó cũng rất là bén ha. Nhỏ con này 220k mình chưa đo. Lưỡi 16 năm. Bản 4 phân rưỡi ha. Con này rất dày, 1,5 2 ly. Rồi dày 2 ly nha các bác. Rồi đây là một cái thước. Kích thước 60 phân. Đó. Em và em ta best collection đấy ha. À, dưới đằng sau nó có bảng quy đổi gì đó các bác. Rồi, cái thước này 170k. Rồi, cái thước này 30 này. 30 cm. Nè. Fuji Corona vãi thật. Thước mà thước Corona đó các bác. Em đến hạ với này, ông Corona dịch bệnh gì đâu mà làm nghỉ mấy tháng trời, nửa năm nha các bác, nghỉ nửa năm luôn, Ruma gì đó ha. Ở đây thì nó có như bên ông mấy ông nó xài, mấy ông khoan mấy cái lỗ này để làm gì các bác, để người ta nhìn thấy được cái ở dưới hay sao, hay là để người ta đánh dấu ha, mấy cái lỗ này, hay là ông nào ngứa tay ông khoan vào ta, có cái thì khoan thủng, có cái thì khoan dở dở ngương. Rồi 100k nhá. B30 là một em chiến rìu 320k. Đó. Búa rìu. Một bên 3 vạch, một bên 4 vạch ha. Đó, em này cái dạng em làm mini nha các bác. Em này là dạng rìu rìu mini nhưng mà nó cũng nặng lắm nha các bác. Con này tầm 4 lạng quá ha. 4 5 lạng vậy ạ. Nó còn chất như nước cắt luôn, mới luôn, hình như chưa xài luôn ha. Đó. Con này là hai lớp thép này. Hai lớp thép này. Những con này mà đi về mà đi phá làng, phá xóm thì thôi đúng bài luôn nhá. Đó. Đi đốn rừng làm lâm tặc gì đó ha, hay là bác đập phá cái gì đó thì rất là ok ha. Hôm ngày trước thì có bác mua rìu về để chặt đống đồng nha các bác. Rã mấy cái đồ trong tủ lạnh ra để bán món, bán đồng cân ký phân loại đó. Rồi, lưỡi của nó 6 nè. Bản 12 ha. Dày 20 luôn bạn thật. Đó. Còn rất chắc chắn, người ta chêm rất là chắc chắn ha các bác. Dày chêm này. Chê kỹ thuật. Chê một rờ láng o luôn. Rồi. Em này 310k. B31. Đó. Em này cũng kiểu dáng giống giống em kia ha. Đó. Bự hơn em kia một tí. Rồi. Bản 7. Lưỡi 7. Bản 12 luôn. Dày 18. Em này thì nó bự hơn một tí nữa, nhưng kiểu dáng giống nhau ha. Đó, em này có chữ trên này này. Chữ gì đây này. Rồi, tên của người sử dụng này. Đó.
Khô me vậy. Cái này chắc người ta khắc thủ công ha các bác. Người ta khắc thủ công này. Con này nó cũng hai lớp thép nha. Con này cũng hai lớp thép. Rồi, còn nguyên vẹn chưa xài luôn ha. Đầu chưa bị móp, chưa bị tòe gì hết này. Góc vuông còn nói chung là còn rất là đẹp ha. Rồi, 330k nha các bác. Rồi, em này thì là một em dao chặt. Lưỡi 13 năm. Bản 7 ha. Đó. Em này cũng gần như là chưa xài luôn ha các bác. Dày 7 phân rưỡi. Đó. Còn rất là chắc chắn luôn. Đặc biệt có chữ. Đó. Vệ sinh sao mà có lòi được ra cái chữ thôi. Đó. Chữ hai mặt luôn nè các bác. Rồi em này 360k. Rồi em này cũng thuộc hệ dao chặt nha các bác. Dao rừng, dao rừng. Này thì về có nhiều bác, rất nhiều bác sẽ độ thành cái dao chặt ha. Rồi lưỡi 13 năm. Bản 7 phân 2. Đục dày đúng một phân luôn nha các bác. Dày đúng một phân luôn. Rồi, em này 340 ha. Cán hơi lỏng lỏng. Em này hai mặt ha. Em này là hai mặt nè. Đó, các bác xài tay trái cũng được mà tay phải cũng được ha. Đã đủ. Đặc biệt là em này hai mặt nha. Còn em này có một mặt không? Em này có một mặt ha. Rồi. B35. Đó. 35 là một em dao đi rừng này. Chữ đây ha. Dao rừng mà có mỏ như mỏ khỉ. Mỏ này để khi mà chặt thì như nó như cái này để làm gì, để bóc vỏ à, bóc vỏ cây hả các bác? Chị làm những cái con dao rất là ngộ. Rồi 16. Bản 5/2 ha. Rồi, nó dày 6 ly rưỡi ha các bác. Đó, 300k. Ây da, mỏi hết cả chân các bác ạ. Dao, cái rựa. Rồi, tiếp theo nữa ha. Đó. Tiếp theo là một em 36 rồi. 35 rồi, đây là 36 ha. Đó là một em này thì để làm gì thì em cũng không biết ha các bác. Đó. Các bác tự sử dụng vào mục đích của mình ha. Em này em có chữ ở đây nè các bác. Đó. Đó, chữ nhưng mà chữ khá là mờ. Đó. Nó có hình cả hồ lô sao này. Hình hồ lô hay là chữ của người ta đó ha. Về các bác sử dụng mục đích gì thì các bác sử dụng ha. Rồi. Lưỡi của nó là 32 ha, 32. Rồi tổng là 40. Đó. Người ta gọi cái này là 4 tấc đó ha. Đó. Cái này là con 4 tấc. Rồi bản 2/7. Dày 1 ly rưỡi nha các bác. 450k. Dày 1 ly rưỡi thôi. Rồi B37. 150k. Cái kéo này thì nó không có chữ ha. Đó. Nhưng mà được cái rất là lạ. Dài ngò, dài thòn nha các bác. Nó dài tới 25 năm luôn này các bác. Vãi thiệt. Trời, cái điện thoại nó mờ. Xì đào á. Đó, 25 năm.
150k. B38 140k ha. Tỉa dăm này. Đó. Chữ đây. Kéo tỉa dăm ha. Lưỡi của nó đây ha, các bác cố gắng coi kỹ ha. Đó. Rồi, 140k. Con này chắc size mười mấy ha. Rồi size 18 năm nha. Rồi con này thì gần như là họ mới 80% chữ này. Nước sơn ở ngoài đây, chưa vệ sinh luôn ha. Đó. Đó. Em mới quẹt quẹt sơ cái tí trên này thôi. Đó. Tại vì vệ sinh cái này đi thì khi mà nó ấy thì nó sẽ rất là bị nhanh rỉ, để như để cái nước sơn của nó thì nó lâu rỉ hơn các bác. Lưỡi của nó là rồi 150k nha các bác. Con này chắc size cũng size 18 năm rồi. Rồi đúng 18 năm ha. Rồi B40 đó, combo. Combo 2 kìm này 270. Ha. Một cái kìm cắt, một cái kìm điện Fujiya của Fujiya ha. Này của Fujiya này. Fujiya. Đó, kiếm cắt lưỡi đây ha. Đó, cái chỗ này là để tút chi điện chứ không phải là nó mẻ đâu nha các bác. Này không có gì mà cắt này, không có gì mà cắt test cho các bác coi ha. Rồi con này size 18 năm nè. Con này size 18 năm nè. Rồi con này size cũng 18 năm luôn, một cặp đi đôi với nhau đúng rồi. Đó. Con này Fujiya nha. Fujiya. Đây Fujiya luôn. 1050. Rồi combo hai cái này 270 ha. Rồi B41. Này 180k nha các bác. 180k. Cái kìm Fujiya ha. Còn vỏ còn này. Rồi size 21 năm. Size của nó 21 năm ha. Lưỡi đây. Rồi 180k. Rồi thằng này cũng 180k luôn. Đó, cũng Fujiya. Một năm. 1050 hả? Ủa sao nó lại cùng ấy giống nhau mà nó lại khác size ta? Rồi con này cũng size 21 năm nha. 180k. Rồi đây này, cái búa lùn đây này. Hoặc bao nhiêu bác hỏi này, mà đến lúc em không biết là em chốt cho ai mà không nhớ là đưa cho bác nữa, không nhớ là chốt cho bác nào, cũng giờ đi tìm một cuốn sổ cũng không thấy ghi luôn hay các bác. Đó. Nó nằm đây, hôm nay thì nó là mã B43 nhá, 60k nhá. Rất là nhiều bác hỏi mà bây giờ cuối cùng nó vẫn cứ nằm ở đây. Đó, bác nào mà đặt em rồi đó mà em chốt cho bác đó rồi thì bác nó liên hệ giúp lại giúp em nhá, không là mai lại trách em sao không gửi nhá. Đó, tại vì em không biết em ghi vô đâu hay là ấy cái gì đó, hay các bác chờ rồi các bác không gọi lại hay sao đó ha. 60k. B43 đó. 370k. Đố các bác biết cái này là cái gì. Đó. Cái này nó là một cái mỏ led đa năng đó. Các bác đi sửa máy sửa đồ thì nếu mà nó có ấp
nếu mà nó chỉ có ốc cái này, nếu mà nó mở hàm là được hàm nó mở được 30 mấy phân nữa các bác, 37 phân, tức là con ốc ở trên nó ba khoảng 36 phân. Đó, từ con ốc 36 phân đổ xuống là các bác chỉ cần cầm một cái này đi là các bác sẽ mở được hết ha. Đó. Nè. Nó dày cui luôn đó các bác. Đó. Hàng này hàng độc ha. Hàng này hàng độc á, siêu hiếm luôn đó. Chữ này. Thua luôn. Hàng độc luôn ạ. Này cái tay của nó rất là dài ha. Đó. Cái này thì mà xài thì thôi trên tài chìm chết ha. Rồi size của nó 33 luôn ha các bác. Đó. Nó dài tới 33 nè. Đó, nó càng dài thì các bác vặn nó càng khỏe. Cái này dùng chắc dùng trong cơ khí hay dùng trong mấy cái máy lớn gì ha các bác nè. Nó bự chà bá lửa luôn. Đó. Nó dày cui luôn. Đó, các bác coi. Cái này nó dày tới 1/2 luôn ha. Đó. Nó nặng chắc cả ký luôn á, ký hơn ký luôn đó các bác. Đó. Thôi. Cái này bác nào không mua để về xài không quá. Hàng độc hiếm. Rồi, 370k nha. B44 nó là một cái hộp đục này các bác. Đó. Hộp thì nó vỡ rồi ha. Hộp thì nó vỡ rồi đây nè. 170k ha. Nhưng mà nó không quan, cái này nó mới chất lượng này các bác. Đó. Đây một bộ đục đẽo dành cho mấy các bác mà thủ làm thủ công hay là làm bonsai bonsai gì đây ha. 1 2 3 4 5 6 4 6 cây ha. Đó, cái chất lượng của nó ở đây là chất lượng của cái cục đá mài zin của nó nè, đá mài đi theo nha các bác, đá mài zin của nó đi theo ha. Ui, khá là mịn đó. Đó, cái mấu chốt nó nằm ở cái cục đá này. Nó có cái cục đá này thì nó mới có giá trị của cái này ha. Chứ còn cái hộp này thì có cũng được, không có cũng không sao ha các bác. Đó. Giá trị nhất là cái cục đá. Rồi. 170k B44. Đây, kìm chết đây ha các bác. Đó. Kìm chết Đài Loan Trung Quốc thì có 70-80 ngàn hay 100 ngàn, không thích xài đâu. Đó, thích xài cái loại mà nhật đây, loại bẩn đây. Đó, BTC VG7 này. Đó. Nhật đấy nha các bác, giá thì trên trời không à. Này mạn phép mạnh dạn mua về thử con xem có bác nào ủng hộ không à. Đấy, nhật đấy. Mồm mép đây. Cầm thì nó cũng đã thật. Nó chắc tay đã thật. Nhìn cái chất thép với chất đấy của nó thì cũng khác hẳn ha. BTC. Rồi, đi nhanh không mất thời gian các bác ha. 350k. Nó nhanh luôn. Size của nó 19 này. Rồi con này 160k. Đó, chữ đây. Đó, mẻ tí trên này. Đó, lưỡi thì còn rin nguyên, để rin nguyên ha. Em không đụng chạm gì luôn. Đó, bác nào mất cái đít này, mất lò xo hơi lỏng là lỏng lẻo. Đó, 160k. Kéo đúc này ha, cái này thì còn khâu luôn. Đó, mất lò xo mà nó hơi bị rỗ. Đây ngoại hình của nó đây ha, về các bác có thể sửa lại ha. Cái này thì không bị rơ lắc thì hết ha. Đó, chữ này, chữ này ha. Rồi cây này size 20 ha. Cây này size 19.
Rồi. Bây giờ là B48 này các bác, B48 đó là cái thùng A37 của video trước ha. Đó. A37 của video trước. Đó. Video trước thì có cái bác kia bác xí phần hai cái. Làm với bác về sau hỏi quá trời luôn. Mà em nói em bán rồi. Mấy bác hỏi về sau hỏi quá trời luôn. B47, B48 này. Đó, 350k. Bác hỏi quá trời luôn mà thiệt chứ, thiệt tình cho bác đó đến ngày hôm sau bác đó mấy 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 em hỏi thì bác đó mới kêu là bác đó không mua nữa. Thiệt, bó tay luôn. Mấy bác nào mà ví dụ đặt hàng bên em mà ví dụ như mình không lấy được hay là không muốn mua gì nữa thì cứ nhắn cho em một cái tin là cho hủy, cho bác hủy cái đơn đó là ok hết chứ mình không phải ngại đâu, thì em để cho em linh động em nhận lời người khác ha. Đó, những cái thùng mà người ta làm cái quay này rất chắc chắn ha. Thùng này thì video trước em đã nói rõ rồi ha, nói rõ chi tiết rồi. 350k nha các bạn. Rồi. A38. Rồi B49 hôm nay sẽ là A thùng A38 của video trước ha. Đây. B49 nó là hôm nay nó sẽ là B49. 320k. Những cái thùng như này rất là dày, nặng. Những cái thùng mà các bác để ý, những thùng mà quay như này nó sẽ dày và sẽ nặng và dày hơn. Đó. Này thì em kiểm tra hết cho các bác rồi, nó chỉ bị như kiểu nó bị sét một tí thôi ha. Đó, về mình lau cái là sạch thôi. Ở trên đây thì em đang ở trọ cho nên là chỗ này nó rất là chật hẹp này. Đó, mình muốn làm cái gì rất là khó. Rồi B50. B50 hôm nay là một cái thùng một cái thùng bự hơn hai thùng kia ha. Rồi cái thùng này của nó là dài của nó là 42 luôn này các bạn. Dài là 42 luôn ha. Ngang 20. Ngang 20. Cao 18 năm. Thùng của Ringstart nha. Thùng ngôi sao của Ringstart ha các bác. Hai quay thì có thể thả xuống cho gọn. Rồi, rồi 430k nha. Ở trong này thì nó có thể chia ra rất nhiều ngăn. Các bác cắt tấm tôn đó, các bác ngăn vô ha. Cắt cái tấm tôn này, bỏ vô đây là cái khe này để ngăn ra. Cái này ông nào ông chôm hết rồi hay là rớt hết ra rồi ha. Đục ra sẽ nó sẽ có đầy đủ hết các ngăn ha, để các bác để vít để đồ gì đó ha. Về nhà mình cắt tấm tôn hoặc là tấm nhựa mình bỏ vô đây là ok rồi. Ringstar coi kỹ cho bác là không thủng ở đâu hết ha. 450k nha các bác. Ở 430k đó. Giá cao hơn thì nó khác hơn ha. Giá cao hơn thì nó khác, thùng bự hơn. Rồi. B51 ha. Đó. Đá này thì là 320k một đống đá như thế này ha. Cái này là 1 ký 6 đá. 320k. 200.000 một ký ha các bác. Đó. Đây thì nó đây cái cốt này, đó cái cốt này. Cốt này là cốt 32 ha các bác. Có cốt 32 không ta? Nhưng mà ở cái lỗ này là nó là 32 nè. Cái lỗ này đúng 32 nè. Lỗ này 32. Tất cả đều 32 hết nè các bác. Các bác ví dụ mình về cốt nhỏ thì mình có thể đệm vào đây ha. Cắt cái gì mình đệm vào đây. Này là 200k một ký mà đây 1 ký 6 là 320.000 ha. Nó được 1 viên này, 2 viên này, 3 viên này, 4 viên này, 5 viên này, 6 viên này, 7 viên này, 8 viên này,
9 viên này, 10 viên ha. Rồi, ngoài ra thì còn có đá mài ha các bác. Đó, đá mài 180.000, đá mài Kodo ha. Đó, độ mịn của nó là 1.000 và 6.000 ha. Đó, độ mịn của nó 1.000 với 6.000. Đó. Thì bán rất là nhiều rồi ha. Rồi, các bác phản hồi lại cho em thì xài rất là tốt ha các bác. Đó. Đá có 180.000 mà xài không khác gì mấy cái loại đá xịn của Nhật ha, như Makita hay là Ninawa hay là Lotter gì đó ha. Đây, em dao của Đức đi, em test thử con dao của Đức đi ha các bác. Đó, mai mà em gửi lỡ mà gửi cục đá này cho bác nào thì được buồn em nha. Đó. Hết đá, hết hàng rồi thì cũng sẽ dùng cái nó thôi. 180k. Mặt này là mặt mặt 1.000 đây ha. Đây, mặt 1.000 đây. Đá này khi các bác xài là các bác phải ngâm nước ha. Ngâm nước 5 tới 7 phút là xài được ha. Đây, các bác nhìn thấy bề mặt của nó đã dính với mặt sắt này, mặt thép này. Đó, chứng tỏ một điều rằng đá này sẽ rất là ăn thép và mình mài dao thì sẽ là rất là tốt ha. Chứ còn đá mà mài mà nó chơi là rất là lâu sắc, lâu bén ha. Đây này, test bên cái mặt trắng này cho các bác dễ thấy nhá. Họ trắng này. Đó. Rất là ăn thép luôn ha. Ăn thép nhưng nó bắt thép thì nó nhanh bén hơn. Rồi, có 180.000 thôi. Mua cục đá xài bao cho các bác xài trong gia đình luôn. Các bác xài dao trong gia đình, kể cả dao Việt Nam ha. Bỏ lên mài nó sắc không khác gì dao Nhật luôn các bác. Dao Việt Nam mình bỏ lên mài sắc không khác gì dao Nhật luôn. 180k. Hàng này có số lượng nhé. Bác nào mà lấy nhiều thì cũng có nha các bác. Và ở đây cho lại còn một đống này nữa đây. Đây. Còn một đống gì đây. Đống này như quẹt đây hả. Các bác có chơi nó không? Quẹt các bác ơi. Rồi, bán luôn, lỡ rồi. Quẹt này thì cũng không biết bơm ga kiểu gì đây ha. Japan. Louis phé gì đó ha. Rồi, con này thì không bao cho các bác nha. Đó, bác nào thích thì mua thôi ha. Bút rồi. Không bao cho các bác là nó sống hay nó chết hay là nó ga hay không đâu nha. Đó. Chịu rồi. Rồi. B52 luôn. 150k. Quẹt là 150k ha. B53. Rồi, con này thì là gì đây? Take Kikuchi hả? Bọc da nhìn rất là sang trọng. Và nào lấy về nghiên cứu thì lấy ha. Phải thật. Rồi, em này 200k. Rồi, mấy con này là con gì đây? À đủ. Cái con này nó tạo lửa bằng cái gì đây hả trời? Rồi, nó đổ ga bằng cái gì đây? Đổ ga hay đổ xăng này hả các bác? Vãi thật. À. Vặn nó quay cái này này. Rồi, bác nào mà có tò mò nghiên cứu thì tò mò nha. 150k là B54, 150k. Đó, có hai cái thôi nha. Hai cái. Một cái là 150 nha. Có hai cái thôi. Cái này.
này gì roto gì đây hay chịu rồi à, vẫn còn đá. Rồi B55 đây ha, 170k. Rồi cái này B56 đi ha, 150k. B56 150k. Cái này nó là cái đếm số nha các bác. Đó, như các bác chạy được bao nhiêu vòng hay là đi học sinh học đồ gì đó ha. Đó, ví dụ đếm số quả hay đếm gì đó ha. 1 này, 2 này. Cứ mỗi lần bóp này nó nhảy số này để dùng đếm số ha. Đó. Đó. Đếm số ha. Đây, nó có vòng tua của nó đây ha. Không không ha. Đó. Uchichoa hả? Uchiha hả? Đó, 150k nha, có hai trái thôi. Đếm số hả? Rồi, bộ này nữa. B56 rồi. Bộ này nó là cái B57. Đó. Cái cà lê này. Này chắc bị kẹt này. Đa năng ha, mở đồ này, còn là cái vít này, đây thì nó con dao này, còn trên thì là cái mỏ lết này, giữa móng tay nữa hả, à đủ. B57 combo hai cái này ha, B57 là combo hai cái này này, cái này là cái quái gì đây nữa nè. A con 3. Con 3 này. Rồi cái này là cái gì ấy? Hình như cái ngòi bút chì ấy. Ngòi, ngòi bút chì. Cái này nó là cái gì đây các bác? Chịu rồi. À hình như nó là cái kẹp này nè. Đúng không ta? Rồi cái này là cái quái gì nữa? Cái này nhọn lắm nha bác, để cái vẽ gì á, cái nào dùng trong cơ khí không à, thua rồi. Rồi combo hai em này 170k. Rồi B57 rồi. Rồi video của em thì cũng xin kết thúc ở đây nha, dài quá rồi ha các bác. Rồi, các bác cố gắng theo dõi giúp em ha. Rồi, các bác nào mà thấy giá cả hợp lý thì bác mình giao lưu ha, còn bác nào mà thấy giá cả nó không hợp lý thì bỏ qua video này giúp em ha. Bác nào thấy video của em hay thì cho em xin một like ha. Đó. Rồi cảm ơn các bác nhé, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ha.